Xin chào anh em, mình là Gầy. Là một siêu phẩm, cho dù là một siêu phẩm thiên về camera thì hiệu năng vẫn luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy trong video này thì mình muốn cùng anh em mổ xẻ hiệu năng của chiếc P20 Pro, một sản phẩm mới nhất tới từ Huawei, xem rằng liệu cái hiệu năng của nó có thể sánh vai với các kình địch trong phân khúc cao cấp hay không. Điểm lại một chút về cấu hình của chiếc P20 Pro thì nó đang sử dụng con chip Kirin 970, 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Con chip Kirin 970 thực chất là một con chip cây nhà lá vườn đã được giới thiệu từ năm ngoái của Huawei. Và khi mà nó được ra mắt thì nó đặt cùng phân khúc với lại Snapdragon 835 này, rồi thì Apple A11 Bionic. Thế nhưng mà năm nay khi mà Huawei tiếp tục mang con chip này lại chiếc P20 Pro thì mình thấy rằng là mình vẫn khá hài lòng với những cái gì mà nó đem lại. Cụ thể thì trong điều kiện sử dụng bình thường, mọi cái tác vụ của Huawei P20 Pro đều rất là nhanh nhẹn, không bao giờ mình có cảm giác bị delay hay là chậm chạp gì cả. Tuy nhiên là khi mà mình sử dụng các ứng dụng mà nó cần phải load và xử lý thông tin, ví dụ như Facebook chẳng hạn, thì cái quá trình mà mình vuốt kéo để xem thông tin trên News Feed ấy, thì mình cảm thấy nó chưa thực sự mượt mà cho lắm. Nó vẫn khực, mặc dù nhá, thông tin được load hết rồi, tức là khi mà mình kéo đến đâu là nó load đến đấy, bởi vì tốc độ mạng phòng lưu dạng thì cũng đâu có chậm, thế nhưng mà vuốt nó vẫn chưa thực sự mượt mà và nó không được thoải mái thích như là mình mong muốn. Còn lại thì tất cả những cái trải nghiệm về phần giao diện cũng như là sử dụng bình thường của Huawei P20 thì mình nghĩ rằng nó đều rất là ngon, bởi vì thực chất thì Huawei tối ưu cái giao diện này, nó rất là nhẹ, nó chả có animation gì cả và nó cũng chả có hình ảnh gì quá nặng nề cả, cho nên là các bạn không cần phải lo là dùng máy lâu thì nó có mượt mà hay không, hay là nó có bị giật lag gì hay không. Đấy là cái trải nghiệm về sử dụng bình thường. Còn chơi game thì sao? Thì trước hết là chơi game thì mình sẽ muốn show cho anh em một số điểm hiệu năng benchmark của máy mà mình đã chấm. Thì với điểm hiệu năng AnTuTu mình đã chấm tổng thể khoảng hơn 200.000 điểm. Điểm hiệu năng 3D của máy thì khoảng 74.000 điểm gì đó. Điểm số 3D Max cũng đem lại một con số rất là ấn tượng. Và với những con số ấn tượng như thế thì mình mang một cái tâm thái vô cùng hưng hực để đi test game. Và mình có test 3 game trong cái video này. Thứ nhất là mình test Vainglory. Đây là một cái tựa game MOBA cũng không có gì là mới mẻ với em cả. Nó khá là lâu rồi. Và trong quá trình chơi thì mình thấy rằng là dù để chế độ đồ họa cao nhất đi chăng nữa thì máy vẫn hoàn toàn chơi một cách ngon lành, không lo lắng là bị giật lag gì hết. Cái tựa game thứ hai mà mình test là Into the Dead 2. Đây là một tựa game nó không quá nặng, chỉ khoảng độ 300-400 MB thôi. Thế nhưng mà khi mà các bạn để mức đồ họa lên mức tối đa thì đây là một tựa game không hề nhẹ cân và không hề dễ nhai một tí nào. Khi mà gặp nhiều zombie này hay là bắn nhau máu tung tóe các thứ bé bé thì mình thấy là cái FPS nó có bị drop một cách rất là rõ rệt và nhìn thấy rõ luôn. Còn khi mà chạy bình thường thì cũng không có nỗi tệ lắm, máy vẫn là mượt mà. Cho nên là mình sẽ quyết định thử đến tựa game tiếp theo. Tựa game cuối cùng mà mình muốn test trong video này đó là tựa game PUBG Mobile, một cái tựa game rất là đỉnh đám cho thời điểm hiện tại. Ban đầu thì mình có test ở cái mức setting đó là HDR này, rồi thì style là colorful, frame rate thì max luôn, mình bật cả khử răng cưa các thứ. Trong quá trình chơi thì ban đầu thì mình nhận thấy rằng là FPS nó không được mượt mà như mà mình mong đợi. Mình cảm giác nó chỉ hơn 30 một chút mà thôi. Bạn nào mà nhìn quen FPS khoảng hơn 30 và 60 thì các bạn chắc là cũng có thể cảm giác được cái kiểu như vậy. Và khi mà các bạn vào những cái phân cảnh mà bắn nhau này, khói mù này, ném smoke này hay là drop tỏa khói đỏ các thứ thì FPS drop rất là rõ rệt và nó không thực sự thoải mái cho lắm. Nhưng mà các bạn bắn thì vẫn có thể chấp nhận được. Và mình bắn thì mình vẫn được top 1 trong cái trận đấy, cũng khá là hên. Thế nhưng mà để có thể có một cái trải nghiệm ngon lành hơn thì mình đã hạ mức FPS xuống từ HDR xuống HD. Style thì mình về classic, không để colorful nữa. Và lần này thì FPS nó ngon hơn hẳn. Trong các phân đoạn bắn nhau thì mượt như nhung. Tuy nhiên là mình nhận thấy có một vấn đề, đó là cái FPS nó nhảy nhô nhảy nhào theo kiểu tùy hứng. Tức là nó thích drop nào là nó drop, nó không cần quy tắc gì hết. Các bạn bắn nhau đang mượt như thế nhưng mà có khi các bạn đang chạy bộ ngoài đường không có một cái gì xảy ra cả. Đồng không mông quậy, chỉ có gió hiu hắt bay qua nhưng FPS nó vẫn tự nhiên drop, chắc là gió to quá. Không hiểu tại sao. Tức là mình cảm thấy rằng là cái khả năng tối ưu của con chip Kirin 970 đối với những cái tựa game khá là mới như là cái tựa game PUBG Mobile này, nó chưa thực sự ngon lắm. Tuy nhiên mình thấy rằng là cái ưu điểm của máy thì nó lại nằm ở thời lượng pin và khả năng đa nhiệm. Với 6GB thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ không bao giờ cần phải lo lắng vì cái vấn đề là load lại app hay là giật do không đủ RAM. Vì 4GB bây giờ vẫn còn là thời của nó cơ mà, đúng không? Thì 6GB các bạn vẫn cứ yên tâm là dùng trong một thời gian dài tới, vẫn không phải lo lắng gì là máy xuống cấp cả. Cái tiếp theo mình muốn khen đó chính là về phần thời lượng pin. Với PUBG Mobile ở mức setting nó là gần như là max,
HDR này rồi thì style là classic các thứ, cùng với lại độ sáng là 60%, mức âm thanh thì là mắc luôn để nghe tiếng chân. Với 30 phút chơi cộng thêm cả kết nối wifi liên tục thì máy chỉ tụt có 10% pin. Như vậy là với khoảng 40% pin các bạn đã chơi được 2 tiếng. Các bạn cứ thế mà nhân lên mà quy ra cái quá trình trải nghiệm và sử dụng thực tế của các bạn. Mình thấy pin mà chơi game như thế, đặc biệt là một tựa game online khá là nặng, mình thấy như vậy là rất ngon. Như vậy thì vừa rồi mình đã hoàn thành một cái bài trải nghiệm về hiệu năng của chiếc P20 Pro. Nói chung mà nếu mà để hỏi mình xếp thang điểm 10 mình cho mấy thì mình sẽ cho khoảng 8,5 với điểm số AnTuTu rất là cao, thậm chí còn vượt cả chiếc Pixel 2 của mình, một chiếc smartphone thuần Android. Nói chung là không bao giờ được búp điểm số AnTuTu. Thì con chiếc Kirin 970 cho một cái điểm số benchmark khá là cao trong cùng cái phân khúc cao cấp, nhưng mà cái trải nghiệm thực tế thì nó vẫn chưa hoàn toàn khiến mình hài lòng. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có quan tâm đến hiệu năng của nó không? Hay các bạn chỉ còn quan tâm đến camera mà thôi? Thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Video đây là hết rồi. Nếu anh em cảm thấy video hữu ích, hãy bấm like cũng như là bấm chuông để chờ đón các video tiếp theo đến từ Vũ Dạo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye. Video này là hết rồi. Nếu anh em quan tâm đến sản phẩm này thì... Không quảng cáo. Không quảng cáo à? Video đây là hết rồi.